Vào ngày 7 tháng 11 tới đây, một giải chạy với sự tham gia của chư Tăng Ni Phật tử và người yêu thích thể thao sẽ diễn ra tại chùa Tam Trúc, Hà Nam. Giải chạy có tên Ánh Dương Soi Chiếu đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên ý tưởng từ khá lâu nhằm khuyến khích phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của các Tăng Ni Phật tử và người dân cả nước. Giải chạy Ánh Dương Soi Chiếu do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo truyền hình An Viên phối hợp với chùa Tam Trúc, truyền hình cáp Việt Nam tổ chức có hai ý nghĩa hết sức đặc biệt. Thông qua giải chạy này, ban tổ chức mong muốn thúc đẩy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe và lối sống tích cực đến chư tôn đức tăng ni Phật tử cả nước. Đồng thời sẽ tiến hành gây quỹ ủng hộ từ thiện quỹ mổ mắt Việt Nam Ánh Dương Soi Chiếu. Có thể nói đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa. Như chúng ta thấy thì mỗi chúng ta ai ai cũng cần phải có cái sức khỏe, thân có khỏe thì tâm mới an. Và rèn luyện cái thân khỏe tâm an để tu tập, để hoằng pháp lợi sinh, để phục vụ xã hội, đạo pháp và dân tộc. Đây là một cái giải chạy có thể nói hết sức ý nghĩa. Và tức là trong đó thì cái giải chạy này cũng với cái mục đích là để kêu gọi quyên góp cái quỹ để ủng hộ cho cái quỹ Ánh Dương Soi Chiếu để mà mổ mắt cho các em khiếm thị, đặc biệt là các em nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Trong những ngày qua, ban tổ chức giải cùng các đơn vị phối hợp thực hiện gồm chùa Tam Trúc, truyền hình An Viên và công ty Big Prize đã liên tục có các buổi làm việc nhằm kiểm tra đường chạy của các vận động viên, chốt phương án tổ chức giải và phương án truyền thông nhằm lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp, nhân văn của giải chạy tới chư tăng ni Phật tử nói riêng và cộng đồng nói chung. Ngay từ đầu khi mà giải chạy được khởi xướng tổ chức thì kênh truyền hình An Viên cũng đã được tham gia những cái hoạt động truyền thông và hỗ trợ thông tin giải chạy đến với độc giả, đến với khán giả và đến với chư tăng và cũng như toàn thể Phật tử trong cả nước. Công tác truyền thông đối với giải chạy được đầu tư và được lên kịch bản rất là chi tiết, kỹ càng. Trong buổi ngày hôm nay là chúng tôi có một cái buổi tổng kết và buổi rà soát lại cái công tác chuẩn bị của giải Tam Trúc. Tính đến thời điểm hiện tại thì gần như là khoảng độ 90% công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. 10% còn lại là chúng tôi đang cần phải bàn bạc lại và phối hợp lại với các thầy về kịch bản chương trình cũng như là phối hợp giữa các bên, đặc biệt là bên địa điểm chủ nhà, đây là bên Tam Trúc. Tính đến hiện tại, giải chạy Ánh Dương Soi Chiếu đã thu hút gần 2.000 người đăng ký tham gia, bao gồm chư tăng ni đến từ các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương, cộng đồng vận động viên chạy bộ, các câu lạc bộ Phật tử, các vận động viên chuyên nghiệp và ngôi sao bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan không cho phép nên ban tổ chức giải chốt lại 1.200 vận động viên chính thức. Trọng rất vui và vinh hạnh khi được mời tham dự một cái giải chạy mà cái ý nghĩa của nó rất là nhân văn, để ủng hộ những cái người có hoàn cảnh khó khăn thì Trọng rất là cảm thấy vui và hạnh phúc khi được tham dự cái giải chạy như vậy. Đó là đặc thù của Phật giáo, cho nên rằng là đối với các tăng ni Phật tử thì cũng mời các ban trị sự của tỉnh thành, nhưng mà cái vấn đề là năm đầu cho nên còn có một chút về bỡ ngỡ về cái giải chạy này. Đấy, cho nên là vận động viên thì đến bây giờ mới gần như là chốt lại được những cái vận động viên, về cái số lượng của vận động viên. Giải chạy Ánh Dương Soi Chiếu sẽ diễn ra trên đường chạy quanh hồ Tam Trúc với 3 cự ly chạy để các vận động viên tham dự có thể đăng ký, gồm 5 km, 11,5 km và 23 km. Với tính chất đặc biệt của một giải chạy dành riêng cho chư tăng ni Phật tử cùng cung đường chạy nằm trong khuôn viên của chùa Tam Trúc, hứa hẹn sẽ tạo nên những ấn tượng, trải nghiệm hết sức đặc biệt với các vận động viên tham dự giải.